tạm thời gấu với khỉ nép qua bên đi. Hai đứa nép qua bên nha. Tôi là đội trưởng, tôi thiết nghĩ như thế này. Bây giờ nếu mà thế ngày hôm nay là mình chơi một cái trận đoàn kết. Đúng. Để mà mình lấy lại uy tín của đội X6. Đúng. Cho nên chúng ta hãy suy luận bàn bạc cùng nhau rồi quyết định cùng nhau. Rồi. Bị phạt kinh dị chúng ta chấp nhận bị phạt chung. Ok. Ok. Theo cái ốc quan sát của em thấy con voi và con khỉ nó có mang đồng hồ cặp. Con voi và con khỉ nó mang đồng hồ cặp. Chính xác không? Thì sao? Thì sao? Có cả. Nếu như con khỉ là chim mồi. Nó giục rồi. Nó giục đồng hồ rồi. Nó giục đồng hồ rồi kìa. Quá. Cái gì lụm của người ta quăng mình lụm lên. Dạ. Lấy luôn. Nó bắt nào tụi mình lời được cái đồng hồ. Không dám. Dạ. Đồng hồ con voi. Anh ơi, anh chị con người sao đi ăn cắp đồ của con thú anh nhỉ? Ê, không hề ăn cắp nha. Ủa, cái này là lượm. Con thấy lụm lên. Mày vứt làm gì cho người ta lượm? Chứ người ta nghi mình kìa. Mày nghi mày, mày vứt mẹ cái đầu ra cho người ta dòm đi. Vứt cái đồng hồ con này mày uổng tiền quá. Ai có thể hài chứ nhỉ? Cái này tôi nghi mình ngồi suy luận cho cố vô cái rồi. Có thể ngày hôm nay ban tổ chức mời một nhóm hài ba đứa và một con ca sĩ. Đúng không? Đúng. Mà em thiết nghĩ á, hôm nay để mà đội hình thường của mình luôn luôn phải là cân đối với cái chuyện nam nữ với nhau. Đúng. Đúng không? Con voi, con đó chọn con voi đi. Em nghĩ là bốn người là khách mời hết á. Thiệt. Chứ không ai mà mời. Vậy bây giờ mình mời có đồng lòng đưa ra một kết quả hay không? Nhưng mà bây giờ đọc lại tin nhắn cái đã. Đọc lại một lần nữa, tại hôm nay hình phạt rất kinh dị. Chứ mời chim mồi không có mời đặt đây nè. Vậy đâu. Đúng rồi. Lẽ là đây. Quý vị, chúng ta đã phát hiện ra một cái gọi là một cái chi tiết nhỏ trong tin nhắn của ban tổ chức. Rồi. Và ý kiến chúng ta có thể đúng. Đây. Các bạn hãy đứng từ xa để đặt các câu hỏi cho các nghệ sĩ khỉ voi gà gấu. Nghệ sĩ. Như vậy, theo sự đồng lòng. Như vậy, theo sự đồng lòng và đoàn kết của chúng tôi thì voi, gà, gấu, khỉ đều là nghệ sĩ. Không sai. Bởi vì hôm nay ban tổ chức mời chị em chúng tôi Yến Trang, Yến Nhi đến một lượt cơ mà. Không, mình là Trúc Lam, Trúc Linh. Em nói gì? Mày lột tấm lớp vai con này. Nhằm tấm lớp vai con lột đi rồi. Đây là hình phạt nha. Nếu như mà đoán sai đấy thì phải ăn một trong những cái củ sống này. Đúng hoặc rồi. Này, đây là kẹo này. Kẹo này cũng khá là thơm thì ráng mà ăn. Còn đây là một chiếc răng. Sẽ tặng cho người nào mà đoán sai đấy là không có thấy đường nên cái mờ mắt. Đây này chị. Ba mươi tuổi đâu mà không thấy đường. Đây, đưa cho người ta coi. Đây cái răng này. Cái nào. Đấy. Nếu mà đoán sai thì gắn chiếc răng đấy vào. Nếu mà đoán sai thì gắn cái chiếc răng đấy vào cho đến cuối cùng luôn. Cuối chương trình luôn hả? Vâng. Cái cuối chương trình luôn hả? Vâng. Khi nào mà đoán ra được người mà trúng thì thôi. Cuối chương trình luôn. Sạch đâu đó. Anh cái đó sạch đấy, yên tâm đi, cái đó hôm bữa rửa rồi. Hôm bữa là bao lâu rồi? 2 tháng trước. Thế bây giờ làm gì? Còn chiếc bánh mì này của chúng em, tao ăn vẫn ăn. Không liên quan đến anh chị. Rồi bây giờ các anh chị có thể tuần tự thay phiên nhau đặt câu hỏi cho chúng em. Tôi là con voi á. Con voi, tôi chọn con voi đó. Tôi nghĩ là con gà. Con gà thì chọn con gà. Tôi nghĩ là con gà. Con gà nó xuất sắc quá, mình đang dễ đó vậy. Bây giờ mình vote đi. Tại vì một con người tài năng thì có giấu cỡ nào cũng không thể thấy được tài năng. Còn những cái đứa tài năng của tôi không? Còn những đứa mà nói nhiều như con khỉ, con gấu, con gì đó là nó dẹp đi thiệt. Ok, loại chúng em đi từ đầu vậy. Loại rồi. Thế mình đi qua hàng chị biết đi chưa? Ý là các anh chị có quyền hỏi đấy, hỏi đi. Uổng lắm. Làm ơn hỏi giùm đi. Trời ơi, hỏi đi tôi mong trả lời lắm rồi. Rồi, con gấu nè. Trả lời đi. Vâng. Em làm nghề gì? Vâng, em là một diễn viên tự do. Hôm nay tới đây làm gì? Vâng, em đến đây làm khách mời của chương trình ạ. Con kia là cái gì của em? Em vẫn là diễn viên tự do luôn. Thế làm gì nắm tay chặt vậy? Tại vì em là chị em. Yến Trang, Yến Nhi. Tụi em là chị em ruột. Ủa, thế hỏi xong chưa? Xong rồi, về đi. Xong rồi, đi về đi. Vẫn trong giận mình. Sao lại tuổi thế? Ôi dồi, vô tình thế. Con gà em làm gì em? Em làm ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do à? Ừ, hát ở đâu cũng được ấy. Giọng này không quen, không quen. Không, nhưng mà cái giọng không, nó mới đổi giọng á. Ông ơi, em làm nghề gì? Ta là nghệ sĩ lồng tiếng. Gì? Nói gì trong nhà con không nghe, con không biết mời người ta nghe. Đúng rồi. Con voi nó xa rồi lúa. Ê, nếu mà
mà không phải nghệ sĩ chơi cứ ở lại chơi vui. Ừ, ở lại chơi vui. Có thêm tiền cơ mà ở lại. Ở lại đi. Rồi chúng ta chọn con voi. Chọn đi, chọn con voi. Tôi mình hiểu ý nè. Ok, con voi. Tôi con voi. Người chọn voi. Chọn voi dữ vậy. Sao? Chúng ta nắm tay nhau. 1 2 3. Voi voi. Rồi thế xong chưa, các anh chị chốt chưa? Thế em lột da nó ra nhá. Trời ơi, mở ra mà chú Chí Tài là tôi chết ngay. Ê, như ông đội biên tập của chương trình gì nè, giải mã tình yêu nè. Đúng rồi. Ơi, mày là biết tập và sao không có biết con này, mày lừa tao. Dòi không? Dòi không? Dòi nữa không? Cãi thầy. Rồi, khách mời là con gấu mới đúng. Các chị muốn ăn cái gì? Ai lột em? Ai lột em? Dưa leo, cà rốt, cà chua, chọn gì? Em ăn cà rốt. Dưa leo, ăn luôn rồi em à. Ăn ơi, ăn luôn rồi. Cái gì vậy? Ăn được rồi, em ăn hết rồi còn gì đâu để ăn. Bánh mì. Bánh mì của mình mà em ơi. Bây giờ mình sẽ lột con từng con gà trước đi. Lột con gà đó. Lột da con gà. Các em ạ. Các em ạ, đồng lòng nhá. Chị không còn gì muốn nói với em cả. Tôi đi chết đi. Mời em được làm thịt nhá. Rồi ra cho. Tạm biệt em, hẹn gặp em kiếp sau. Rồi ôi, mệt quá, mở ra mà sĩ thanh. Ủa, không phải xít anh à? Dạ, em chào mọi người. Trời ơi. Trời ơi. Mày hát hay vậy đó hả? Yeah. Giỏi quá. Trời ơi, hát hay. Hay chưa, tụi bay đòi chọn con gà. Con này cũng là biên tập của em chứ đi. Em chỉ đây toàn nhân tài. Thấy giờ giấu không? Thế bây giờ các anh chị quyết định lột đứa nào tiếp theo? Con khỉ. Con khỉ. 1, 2, 3. Ê, Tài, Yến Trang, Yến Nhi. Chiều ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi. Em chưa chắc anh chị tha cho chúng em nè. Em đi có vui rồi, mình có bắt chúng em đi đột ra đứa nào hết. Tội lắm. Đột ra cũng phải. Đứa thì buồn lắm. Hôm nay đứa nó vui quá. Hai cái con này thiệt á. Em ơi, anh ấy bắt chúng ta. Biết một trong hai chị em chúng em. Anh đi ra đi. Anh là ai? Chúng tôi không biết, anh đi ra đi. Hai đứa chúng em bắt chúng ta. Em buồn chết rồi. Trời ơi, khỉ khùng lắm. Tôi mệt quá. Giờ dạ, khỉ mở đi. Lột da con khỉ. Á kìa ơi, không nhận nữa. Nhân viên rồi. Chuyên dựng chuyện của chúng em. Con khỉ nào mà con gấu cũng không nhận luôn không? Thôi giới thiệu, tự lột đầu ra đi kìa. Đức Phúc. Tôi nghĩ Đức Phúc. Phải. Rồi ai đoán Đức Phúc xuống đẩy 5 cái đó. Này, vào nhá. 1 2 3. Đất kỳ. 4 5. Tài bán nhiều thì làm yếu thôi. Đức Phúc. Ủa? Đã nói sai rồi, đã sai rồi. Các bạn có biết bao nhiêu lần là chương trình nó dù có đúng có sai vẫn hay hoạt mình nữa. Biết đất cái rồi à. Nhai. Hiểu nước miếng nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ui dồi, hẹn đôi thế. 7, 8, vài cái mà đôi ra. 10. Lột ra đi, lột ra đi. Lại bún bạn. Thế rồi nè. Rồi ra đi. Vất vả quá. Nhìn nó thân thiết quá vậy. Tê tê tê. Rồi, cuối cùng em cũng sống lại rồi, chào các anh chị. Rồi, ôi, thế. Chào anh em. Thực ra là em đã tham gia bị đổi sắp một lần rồi. Sao chị không biết? Lúc đó không có chị, lúc đó không có chị với anh Quang Bảo luôn. Lúc đó là em tham gia chung đội với chị Nam Thư với anh Tú nè. Em nhớ đâu á là đội em thắng đội xấu của mình khá là nhiều, cho nên là bữa nay chương trình mời em quay lại để trời ơi chà muối vô kìa. Để mà thi đấu nữa. Bữa đó tại chị, vì không có mình đó, không mình đó, ba đứa đây thua mà ta nói sắp mặt. Bây giờ tôi nói câu nào, nãy giờ đội em thua quá trời ơi, đục quá. Ê, không có chơi như vậy, mình là phải ngẩng cao đầu lên. Khách
Nói chung là không có gì nhiều, tụi này chỉ có mục tiêu là sẽ làm dơ cái quần và đôi giày trắng. Bình thường quan trọng là bạn có chọn vô đội gì thường hay không nha. Và bây giờ bốn thành viên của chị đây, em nhìn đi, em đã biết hết năng lực của các bạn này rồi. Dạ. Chỉ còn quan bỏ là con số bí ẩn thôi. Em được quyền chọn hai bạn về đội của mình, còn hai bạn còn lại để cho chị. Dạ. Chọn đi. Nhiều như rét bị đi. Rồi. Nhiều ra. Chúng ta vui thôi nha. Vui vui. Ít ra nhiều bị. Rồi. Bảo rồi có mình Bảo à. Chết rồi. Cái gì? Chưa. Bốn đứa mình chưa. Chưa. Chết gì? Tưởng ba đứa gái chưa hết hồn. Tiếp tục. Nhiều ra ít bị. Ít ra nhiều bị. Giờ chị đó. Mình quá. Chị thấy không? Một đứa mà con thiệt chứ thiệt. Bán bạn cầu vinh. Ủa sao kỳ vậy? Và bây giờ thì đội hình cũng đã chia ra làm hai rõ ràng. Chúng ta bắt đầu thách đấu trong ngày hôm nay.